Xin chào các bác. Em là Tôn Bắc Cạn. Hôm nay em về một cái loại mới. Đây là cái loại gọi là đen rô. Em bình thường em cũng không hay buôn cái này, nhưng bây giờ em mới bắt đầu thấy thực sự là mùa đông này rất là ít loại hoa, loại có hoa. Em lấy cái loại đen rô này về phục vụ các bác. Cái đen rô này lúc họ chưa trồng thì họ làm đơn giản lắm. Em thấy họ bọc vào quả dừa xong rồi cứ thế là phun phân bón lá với cả phòng trừ mấy con ruồi vàng, thế là chờ hoa thôi. Cái vườn đen rô nó cứ lớn, nó cứ rộng như là một cái ruộng lúa ấy. Đơn giản lắm, em thấy có bột dừa. Các bác nếu hồi nay lấy về trồng thì chỉ cần tháo cái đen đen này ra và đặt vào một chậu có giá thể, ví dụ chỉ cần vỏ thông hoặc than củi thôi, là cây đen rô nó sẽ cứ lúc nào nó thắt ngọn là nó sẽ ra hoa ở trên đầu. Ví dụ cây này đang có mầm thì nó chưa ra hoa, thì khi cái này chơi hết hoa thì cái này nó cũng lên được đến ngọn, nó thắt phát là nó lại phòi ra hoa. Trung bình cứ 2-3 tháng lại ra một lần. Đây là mặt hoa của đen rô, nó cũng khá nhiều mặt hoa đấy. Bây giờ đang nụ thì em không biết là hoa như nào, nhưng mà em nghĩ là sẽ có khá là nhiều màu. Tuy nhiên là màu nó không đây, cái này thì nó lại có màu, cái này có màu khá là màu trắng tinh. Màu này lộn xộn lắm. Bây giờ đang nụ thì nó đều xanh như nhau. Em cũng không thể biết được. Đây, bông đen rô này là màu trắng. Trung bình một chậu đen rô thì nó có một cái lụ và có một cái mầm. Đây, như cây này đang chưa có hoa này thì nó sẽ ra hoa khá là sớm, nó thắt ngọn rồi. Đấy, cái hay của đen rô là mình đi làm về mệt mỏi về nhà thấy ngắm hoa ở trong nhà thì có cứ làm chục chậu đen rô các màu này thì cảm thấy nó thoải mái hơn. Còn chơi lan mà những cái dòng đắt tiền thì các bác mùa này chỉ được ngắm lá thôi, hoặc là đến khi điểm nó cũng chuẩn bị rụng hết lá rồi thì nó sẽ rất là xấu. Mình chơi hoa nếu chơi đúng nghĩa hoa thì còn các loại đen rô này nữa, đen rô mini này, một khóm nó cũng được 3 cái cành như này, nó cũng có khá nhiều màu. Đen rô mini này em bán là 20.000 một cây. Đây, cái cốc của Thái là thường là họ sử dụng cốc như này và những cái cốc như này, xong họ cắm vào cái giá, họ cắm vào đây này, đây các bác, nó vừa zin luôn đấy. Xong rồi họ sẽ cắm như này một này, họ sẽ cắm cách rời nhá, họ không cắm chung nhau đâu, cắm cách rời này, không nói là nó sẽ tạo thành đấy. Em bán là 20.000 một cây các bác nhé. Đen rô này đang có lụ hết rồi. Đây gọi là đen rô mini. Các bác có thể mua khoảng 10 chậu về, các bác ghép vào một chậu hoặc là ghép vào thành hai chậu. Điều đặc biệt của đen rô là các bác nó ưa khô. Cái chất dinh dưỡng ở trong cái củ đen rô nó khá là nhiều, nó to đây. Nó to bằng ngón tay cái này thì đương nhiên là những cái dòng này nó sẽ không sợ bị nước và nắng nóng. Nên các bác chỉ cần chăm ở chế độ khô bình thường thôi. Em về mấy thùng cơ? Hàng về không về thôi, về thì nhiều lắm. Đen rô có khoảng 5 màu. Đen rô 5 màu, nhưng mà lộn xộn. Hôm nay em nhìn thấy mỗi cây màu tím này. Cây này nhìn được không? Có thể các bác đi tặng quà ai đó thì mình trồng vào một chậu 2-3 thân không, mình trồng tặng tặng cho bạn gái hay tặng cho ai cũng được. Còn mini này thì chỉ có 20.000 một cây thôi. Đây, đen rô mini. Các bác về các bác tháo cái này ra, xong trồng với giá thể vỏ thông than củi bình thường. Như em là em sẽ trồng than củi vỏ thông. Đây là đen rô. Còn kiếm thì em vẫn có vàng cánh bầu Hải Phòng. Em bán là 300 một củ. Kiếm vàng danh, vàng danh Quảng Ninh em còn đúng hai củ này thôi. Bác nào lấy em bán là 500. Hai củ vàng danh này 250 củ, bé hơn. Ki trầm thì em vẫn bán là 5.000 một ki. Ki trầm nó cũng không to lắm đâu, nó bé thôi. 5.000 một ki. Đây, như này. 5.000 một cái ki như này. Đấy. Em nhổ tương đối rồi. Nhổ ki về cho các bác có thể buộc lên những cái cây gỗ này. Những cây gỗ này các bác ghim nó vào. Sau một vài năm các bác
Nó sẽ ra hoa và đẻ ở trên đấy. Cây trầm này có đặc biệt là các bác không phải tưới nước, nó rất là ưa khô. Nếu khô lóng quá thì nó cũng sẽ chết thôi, nhưng mà nó không ăn nhiều nước như là phi điệp hay một số dòng lan khác. Trầm em bán 5.000 một ki, có nghĩa là 50.000 là được 10 cái đấy. Những cái dòng bây giờ tầm này nó rẻ tiền thì hình như em bán rẻ hay sao ấy. Tầm này nó lan nó rẻ thì là một điều tuyệt vời, là có thể mình có thể treo được bất kỳ chỗ nào. Hoặc giống như cái đen dâu này có vài chục nghìn, đen dâu em bán 55.000 một chậu này. Đen dâu này 55.000 nhé. Thì 55.000 một chậu thì các bác có thể treo ở trước cửa nhà tầm khoảng dăm ba chậu thì không sợ mất. Đặc biệt là người ta đi qua đường thì chắc chắn là người ta sẽ để ý đến cái hoa này vì màu nó rất là đẹp. Cây kiếm số 3, số 3 thì em bán là 300. Em trồng lâu cây cỏ nó bắt đầu mọc lên rồi. Đây, cỏ lên và rêu mọc, nó là một cái khá là tốt. Nhưng mọc nhiều quá thì mình hay phải nhổ. Kiếm số 3 là 300. Kiếm số 1 thì cũng 300. Số 1 cái này là nó bị chết thân. Nó bị một thân này nó bị tụt lõ, thế nó đẻ ra hai con. Cũng 300. Còn kiếm vàng cánh chim em bán 500. 500 là đây. Hai khóm này. Mỗi khóm 500. Khóm này em bán là thôi 800. Ba khóm vàng cánh chim. Hôm nay cái loại flat này mở lở ra cũng hết rồi. Mở ra gần hết rồi. Flat này hoa nó bông của nó đều, nó nhiều bông. Nhưng mà bất kỳ các loại kiếm nào ba cái hoa đầu tiên thì sẽ có một khoảng cách rất là dài nhé. Kiếm Việt Nam hay kiếm Thái em xem này. Sau khi ba cái hoa đầu tiên mọc đây, ba cái đây, ba cái thì sẽ có một cái khoảng cách rất là dài, đó là khoảng trống và nó mới bắt đầu xuôi xuống nó mới sai hoa. Kiếm cỡ chậu này em bán là 1.200.000. Còn nữ hoàng tuyết, nữ hoàng tuyết thì em vẫn bán là 150.000 một cốc. Một dòng phi điệp trắng, lai trầm trắng, nữ hoàng tuyết. Đây khi trầm em nhổ này phục vụ cho các bác này. Em nhổ thì em vẫn nhổ vẫn còn những cái rêu trắng này. Các bác về ghim vào cây hay ghim vào đâu thì rất là tuyệt vời. Giá cả hết sức là rẻ đấy. Mua cái này còn rẻ hơn cả hàng cân. Hôm nay em về thêm một cái loại gọi là kiếm tiên vũ lùn. Thực ra thì cái kiếm tiên vũ lùn này nó không có nhiều. Bởi vì các bác biết đấy, ở trong rừng thì kiếm tiên vũ nó phải dài có khi hàng mét. Thì bây giờ người ta bắt đầu phải lọc những cái cây to dài quá, người ta không lấy, lấy những cây ngắn này thôi. Bởi vì cây này là cây kiếm xuất hiện ở bên nhập ở bên Lào. Thì ở bên Lào hàng về thì cây to dài thì nó hay bị dập gãy, thì lọc những cây nhỏ này ra thì bởi vì số lượng nó nhiều mà. Lọc những cây bé bé này ra thì lọc những cây bé bé này ra thì khi vận chuyển về thì nó sẽ an toàn và cây cối nó không bị hỏng. Hai nữa là cái cây lùn này các bác chăm ấy, nó rất là hay ở chỗ là làm cho cái dáng chậu nó cũng đẹp. Đây. Chỗ này là chẳng qua là hàng xấu, hàng lỗi thì em trồng thôi. Cái hàng đẹp thì em gửi cho các bác thì các bác trồng nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đây. Ví dụ cái này cho nên một chậu cũng là khá là xinh rồi. Cái này tầm 3 4 nặng thôi. Kiếm tiên vũ lùn này không có nhiều. Đây cái này chắc là cũng về lâu rồi nó cũng héo héo, cái này em lại phải trồng thôi. Kiếm này thì 3 tháng sau nó hồi lại khi những cây xấu xấu ấy. Đấy, em bán 120 một cân. Tiên vũ lùn này. Đấy, có 120 một cân thôi, nhưng mà cái lùn này thì nó sẽ có ưu điểm là các bác sẽ được nhiều giống, nó sẽ nhẹ cân hơn. Còn hàng dài thì nó sẽ nặng cân hơn, đấy là chắc chắn rồi. Đây. Em đo xem được bao nhiêu phân thì nó chỉ được có 30 phân. Còn Điện An Trần Mộng. Đây, cứ mỗi ngày nó lại rụng cái lá các bác này. Lại nhổ đi thôi các bác. Điện An Trần Mộng 100 một cân. Hàng đang nụ và có thể sẽ ra hoa trong Tết này. Đây, tầm này là chắc chắn là ra hoa Tết rồi. Điện An Trần Mộng này thì nó cũng là thuộc loại gọi là khó tính đấy, đồng đảnh lắm. Em chăm cũng nhiều nhưng mà cây cũng chết nhiều. Chỉ tội nó đẹp quá thì chết lại trồng thôi. Cái này em bị hỏng hết hoa, tức thật đấy. Điện An Trần Mộng thì nhưng mà em gửi cho các bác thì em gửi những cái đẹp lắm. Hầu như những cái em gửi cho các bác đều là cái đẹp, là 100 một cân. Tổ quạ hôm nay em về rất là nhiều. Tổ quạ mùa này các bác ghép phi điệp vào đây, sang xuân là nó sẽ mọc lên. Nó sẽ rất là đẹp.
Cái thổ quạ này khi các bác treo cao lên thì mùa hè thì nó sẽ cây nó vẫn thoát được nước, còn mùa đông thì cây lại giữ được nước. Mùa đông thì nó lại giữ nước ở cái tổ này, đảm bảo là cây lan trồng trên thổ quạ thì càng ngày càng to. Thổ quạ 15.000 một cây. Còn đây là phi điệp lá mít này, em còn mấy chậu nữa, 150 một chậu. Đây có những chậu to như này. Phi điệp mít này, thân lù. Đây lá nó cứ dạng sang hai bên này. Em bán là 150 một chậu. Đây lá nó mập mạp mũm mĩm lắm. Giá có 150.000 một chậu thôi. Trong này cũng là lữ hoàng tuyết. Bên này là giả châu Như. Châu Như em bán là 150. Châu Như 150 20 phân. Giả Vân Châu. Vân Châu em bán là 170. Ta ly lưỡi đỏ em bán là 170. Ta ly lưỡi đỏ. Ôi em còn mấy cái khóm này. Còn hai khóm đắc lay với cả một khóm trầm rồng đỏ này. Thôi bao nào lấy em thanh lý 200 cái chỗ này nhá. Em lười trồng quá. Đây các bác mà em vặt hết lá đi, các bác về các bác chăm cho sang năm nhé. 200.000 thôi. 200.000 chỗ này các bác nhé. Đấy. Bán thử rẻ các bác. À nó cũng xấu rồi. Còn những cái chậu kỳ phi điệp này, chậu phi điệp này em cũng bán 100.000 một chậu này. Đây, những chậu phi điệp có 100.000 thôi. Đấy, như này có 100.000 thôi. Thuần hết rồi. 100.000 một chậu phi điệp như này. Cao được 20 phân hơn. Đây một chậu như này cũng 100.000. Đấy. Cao hơn 20 phân. Chớp Mỹ thì em bán là 300. Còn trầm biên vàng em bán là 150. Năm cánh trắng họng hồng em bán là 150. Năm mấy loại đấy. Bên ngoài là vật tư. Các đồ ngâm chậu này, tầm gửi nghiến này. Ba kích này. Mạc xuân em vẫn bán là 80.000 một cân. Vật tư thì em vẫn có lưới Nhật. Lưới Nhật này là lưới Nhật cũ. Lưới Nhật này ở bên Nhật họ thải về, gọi là lưới Nhật bãi. Lưới Nhật bãi thì thường thường là họ sẽ xé một cái để cho nó rách, xong họ khâu lại thì mới mang về Việt Nam được. Vì nếu mà để lành thì nó lại không thành hàng bãi. Nó bắt buộc phải xé rách. Vỏ thông số 1 là 10.000, số 2, 3, 4 là 12.000. Vỏ thông xay, vỏ thông nhập khẩu là 40.000 một cân. Đây vỏ thông mềm này. Vỏ này chuyên sử dụng cho lan đột biến. Dao mèo này em bán là 350 một con. Đây dao mèo. Cái này các bác mang lên rừng thích lắm. Mang lên rừng chặt củi với cả đào củ mài, củ khoai sắn. Dao mèo. Đấy. 350 một con. Dớn cọng là 30.000. Rêu trắng chile này là 150 một cân. Còn rêu sâu chile này là 300 một cân, 30.000 lạng đấy. Phân chuồn quế là 30, phân dê là 15. Lá bọt nhỏ là 10.000, to cũng 10.000. Rồi không cả các bác. À đây còn có cả lưới Nhật này. À, lưới này lưới trắng để nhồi phân dê hoặc nhồi phân chì này, rất là tốt. Cái bẫy ruồi vàng em bán là 10.000 một tấm. 10.000 một tấm bẫy ruồi vàng. Một cái bịch như này có khoảng 5 tấm mà 10 tấm. Con mồi ruồi vàng nó hay hút nó chích lá ấy. Các bác.